Thưa quý vị, linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được đưa vào khu vực an táng để chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Những giây phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sắp đến. Lễ an táng sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 15 giờ ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5 tháng 12 năm 1967, vào Đảng ngày 19 tháng 12 năm 1967.